Thời gian qua, nhiều người dân tại Quảng Ngãi lo ngại khi không rõ nguyên do từ đâu mà liên tiếp bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Trong khi đó, tin đồn có kẻ xấu thả rắn lục ra càng làm cho mọi người hoang mang, đã khiến cho tỉnh Quảng Ngãi vừa phải yêu cầu công an vào cuộc điều tra và phát động chiến dịch ra quân tiêu diệt rắn lục đuôi đỏ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng công an tập trung theo dõi, điều tra thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ có kẻ xấu thả rắn lục đuôi đỏ ở các huyện để xử lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường. Người dân khi bị rắn cắn cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được sơ cấp cứu kịp thời. Địa phương này cũng phát động chiến dịch vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm để tiêu diệt, xua đuổi và hạn chế rắn ẩn nấp gây nguy hiểm tính mạng. Rắn lục đuôi đỏ không có bản năng tấn công con người mà chỉ khi nào bị đe dọa chạm trúng thì mới cắn phòng vệ. Chính vì vậy, người dân không nên quá hoang mang khi phát hiện loài rắn này. Thống kê của các cơ sở y tế, bệnh viện ở Quảng Ngãi thì từ đầu tháng 11 đến nay đã có 50 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện cấp cứu.